chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Nhấc lên. Ui giời, cái cần của mày. Ôi là cái cần của em ơi. Đấy. Ngay trời. Đừng có đùa. Đừng có đùa với em nhé. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao TV. Hôm nay mát mẻ, anh em mình lại tiếp tục đi câu. Anh em mình đang có mặt ở một cái hồ cực kỳ rộng. Hồ núi đấy mọi người. À chưa, núi non chập trùng chưa. Ở đây á, này, nói thật chứ, ở đây toàn khủng long thôi. Toàn cá khủng long rồi. Nhưng mà anh em mình câu cá bé, còn anh chưa câu cá to nhỉ. Hôm nay đi bắt khủng long rồi. Khủng long siêu to khổng lồ. Đây là cần thủ Khang Trần nhá. Phật thủ. Chào mọi người, cái chào mọi người nhá. Đây dẫn anh em Tam Mao vào đây để bắt loài cá vậy. Rất là to nhá. Loài cá mẹ rất là to. Cá siêu to khổng lồ. Thì anh em mình lên kia câu rô giòn rắn giỏi. Cái móc có đốt là câu được không anh nhỉ? Được. Thôi không được. Có anh câu cá lục, à câu lục thì mới thì mới câu ốc thôi. Em câu châu phi. Thả môi cái gì đấy? Cho nước sâu không anh? Tùy mày. Đấy, cho phao lên để câu. Chờ, tầm này là được rồi. Mày lên trên chọi cái câu đi. Thôi, nắng lắm. Nắng gì? Chọi để mới dâm. Em câu ở đây này xuống. À ừ, câu. Đây là cục đá. Đi ra này móc. Anh cố Phật để con hai yến nhé. Tí tí Phật được con to cho em kéo mất nhé. Ừ. Lâu ngoại cảnh. Đây là khu tình nhân. À sợ câu đây phê đấy. Mọi người biết tại sao không? Đây là khu dành cho những nhưng mà anh... buổi tối tình nhân chim chuột. Anh ơi, anh biết anh phải kiếm một cái ô anh đựng nước để rửa tay nữa. Ừ, quên đấy. À có chai kìa. Đó. Trong ô tô ấy, à trong xe máy ấy. Bây giờ anh đổ run ra đây nha. Không phải cái ông ấy đựng nước hết ý. Thế thì mày khác gì mày bảo đựng ông bẩn đựng run rồi. Em móc con run này vừa phải. Ui nhẹ người người không. Mày lên luôn. To thế. Đấy, cá gì đấy xem nào. Em câu được nhanh nhất nhé. Cá bé quá. Bị tí tí nè. Dụ dụ mày mày. Dụ dụ mày mày. Không có chút được à. Con đấy thả vào đi. Câu câu cá to. Bé thả. Thả ra. Thả con chim chích bắt con cá rô phi. Nhưng mà em thả con chim chích bắt con cá chê phi. Đấy, bóc mồi cẩn thận nào, đánh một đòn cẩn thận. Này, 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 này. Đấy,
chỉ để đây, tí nữa ăn là Phật. Thấy ta đấy, anh phải lấy một cái đi. Anh phải lấy một cái kia đi. Một cái xô đi. Ừ nhỉ, không có xô nhỉ. Xô để vừa đựng cá vừa rửa tay. Rồi sao mượn anh hai đi. Cần anh đây đúng không? Em vừa giặt cho anh đây. Thì tao đi lấy kia. Ừ. Anh ơi. Ôi to thế. Nhấc lên. Ủa dồi, cái cần của mày. Ôi là cái cần của em ơi. Đấy. Ngay trời. Đừng có đùa. Đừng có đùa với em chứ. Cần bé nhưng mà rất lợi hại. Cái xô này hơi bé rồi. Đấy, đi ta thả mồi nhé. Bé tiêu đây. Đùa. Mày đi cơ. Ui. Anh ấy rồi. Anh đi ra đấy à. Anh trả kiểu gì á. Phao nó nhảy đấy. Đấy, đấy, giết luôn. Không thèm giật chứ. Phao này ăn thôi. Kiểu sao chạy rồi. Ấy, sao. Ôi trời ơi. Con này đúng rồi. Đại bà mông đít. Ôi dạy. À, được cá rủ. Này, bên này được đẩy nhá. Bên này được đẩy. Hả? À, tao mà. Để đây cho anh mượn cái ấy phát. Dạ. Cho anh thả mồi phát. Vâng vâng. Mẹ ơi. Ơi, ơi, mất mẹ. Mẹ cũng mẹ. Anh ấy nhắc lên rồi em cũng hết cần. Lấy câu chuẩn phết đấy. Ôi, cẩn thận lấy cần. Trời. Cháu câu đấy kinh điển đấy. Kinh điển đấy. Đừng đùa. Theo anh con cá. Mấy con rồi đấy. Một đùi cá rồi đấy à. Câu kinh điển đấy nhỉ. Kinh khủng, kinh điển. Nào. Toàn dô phi anh nhỉ. Ở đây toàn dô phi. À chưa, anh bắt siêu chưa. Ừ.
hết mất mùi to thằng nào mấy con rô ron rắn giỏi này nó ăn ăn thế. Phải câu được con to được thôi. Bé con này bé cái to rô phi rô phi. Ủa lại rô phi, lại rô phi mọi người ạ. Con này to, con này to. To gì bằng con này. Con này béo hơn. À, toàn rô phi ăn đấy. Đấy, chén mau cho anh mượn cái chén. Ăn đùi nhá. Đấy, mày phải làm cái đùi. Cái gà to cái thằng mày béo ơi. Chưa to chưa khủng. Mời tất cả mọi người nhá. Em ơi, mời tất cả mọi người nhá. Xin gửi mày. Đây là nói chung là anh em mình vừa câu có được có hơn chục con thôi. Là cần thủ mang đệ được nhiều nhất. À, cần thủ tăng trần được con nào. Chấm được rồi nhá, mọi người nhá. May bắn được con vịt nhờ, anh em mình nướng. Hôm nay vừa bắt được con gọi là thùng luồng. Cá nước, à gà nước. Ở ngoài quán. Thôi, chúc sức khỏe mọi người nhá. Ngon quá. Rồi, câu này là câu cá giỏi lắm. Anh Khang Trần chuyên câu cá to. Còn anh em mình có gì thôi. Câu cá to nhá. Em ăn được. Đây mày mẹ trong cốc không? Tao không nhầm. Em ăn được con nào to to em nó mới làm nào. Kêu chạy của anh. Cái gì? Có anh đang nhưng mà nó rít không biết làm nào. Có mấy lại. Anh tưởng mới lúc ấy được con to anh thấy con nó rít quá anh tưởng là con này quá to anh tưởng mày cũng lục cơ. Mà câu đơn anh và anh không cần biết ngay là mắc mẹ. Nó mắc. Con rô phi nó ăn giật cái nó mắc kia. Mắc cái gì? Nó chạy mắc lưỡi ở dưới cái cốt cái trục ở đấy. Con mà bọn nó hết cho vào mẹ mục tạt ấy. Vãi cả đáy. Con gì? Châu. Con gì? À. Sâu á. Sâu. Ui. Chắc là sâu xanh. Đấy. Nó thế. Đấy. Chắc là nhà hàng này chú dầu nó ăn. Nó để nó hay ăn con này. Nhắc nhở là bữa trưa rừng núi nhưng mà tuyệt đẹp. À. Khu du lịch ấy. Em đi đeo lên càng điện mà hôm nay bọn chú đi. Không. Điện trước này gặp đầu bọn em à. Không biết gì hôm nay đi chơi đâu chú ấy càng đi câu. Ngon quá, còn ngon lắm. Gọi tới lúc đéo nào một lúc đấy mới vào đây. Ở nhà còn chuẩn bị mãi. Yeah. Mùi ai rồi phức kiểu không còn khá to. Mày phải làm một chén à, mà. Mùi mấy con ốc đấy. Ốc của mày đẹp hơn ốc hôm qua đúng không? Ôi, quá đẹp ốc luôn. Quá đẹp luôn, ốc đấy ốc ăn mà nào. Em mua mãi đi mãi chợ mới có đấy. Bà lấy mười mấy nghìn, 17 nghìn không? Hơn 20 nghìn. Sao thế á? Sao tự sáng mới mua được đấy. Hơn 20.000 cân đấy. Qua là bọn tôi đã định lấy cái 6 cân đấy chứ. 6 cân 130.000 không? Của bà Xuân Duyên. Bà Hoa Lý không có nữa, hết sạch luôn. Nhưng mà toàn ốc gì? Toàn ốc đá gì? Thôi. Ui, ốc đá. Không, toàn ốc vặn đấy, ốc mình câu chấm đen đấy. Nói ốc vặn, đừng nói ốc đá, ốc mỏng vỏ. Ốc đá là vứt. Đá không nào được. Ốc đá cứng không bao giờ nó ăn luôn. Vâng. À, lấy Xuân Duyên à? Xuân Duyên mới có đấy, còn đúng 6 cân. Nhưng mà ông vẫn sống nguyên gì? Chả sống à? Tí nữa ông ngồi đây một lúc xong rằng nhấc cân lên đừng giật nhá. Nhấc nhẹ lên ốc nó bộng cắp dây linh như vậy chứ. Ốc hôm nay nếu nói thì ốc khỏe đấy, quá khỏe mà bỏ nó lùng mồm luôn. Tí phải hết hai chai nữa nó mới cá nó mới vào. Nhưng mà câu 3:30 về à? Tối tối luôn. Siêu cần thủ mau đệ. Cả ngày nó được có tí tối nhỉ. Ai được à? Được. Đấy ai là không cần. Úi rồi. Anh câu được mấy con? Ui giời, anh câu được nửa tài rồi. Em mới được nửa tài. Mà đi câu được khá là nhiều mọi người. Ui, ơi. Kéo mạnh lên. Gãy rồi. Gãy nào được. Gãy mà thì chốt rồi. Đấy. Ui. Đó chưa? Em gãy một cái này rồi. Đây là. Đây, cá nằm lá liệt đấy mọi người. Ấy rồi. Ấy dạ. Úi giời, đây nữa này. Con, anh rơi cái túi của em lên mà chị em. Được yến này anh ạ. Anh ơi, rơi cái túi lên mà chị em. Ui, alo. Thôi từ từ,
Đây mới là kết quả này mọi người nhé. Tao bẩn đây, bây giờ mày đi thì mày đi. Từ từ nhá. Không tới tay, không tới tay. Ai sợ, ai sợ. Kết quả của màu đây một nửa đấy. Ui. Nặng quá. Mày giữ, giữ cái dây cho tao. Không có tay. Ê. Đi luôn thì ăn cơm thì cũng phải tranh tí thủ lúc sắp tối thôi. Đây. Rồi nhá. Đây. Cầm đèn đi nhá. Nào, bắt cá vào đây. Bắt vào đây, vào đây. Bắt cá vào đây. Ui đây. Nhặt cá dần dần là được yến đấy mọi người ạ. Không biết về làm món gì cho nó hợp lý đấy. Ui. Ôi nhiều, nhiều kinh điển. Này này. Đây này. Ôi, đây này. Đây này. Ây da, 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 ây da. Ây da, nhưng mà ở trong này không có cá rô phi to mọi người ạ. Toàn những con như thế này thôi. Đấy, như tầm này. Bằng, bằng này. Chưa được bằng tài xỉ. Mày à bưởi. Mày à bưởi. Khả năng đến chiều rồi, anh em mình chắc phải đi về đây. Không đợi được cá to nó ăn hôm sau phải vào. Quyết tâm bắt một con thủy quái ở trong này. Đây. Đây tất cả là thành quả đây. Xách thành quả lên thì dần đi được. Về. Nặng lắm. Kéo lên, lên xe. Xe nào. Nặng lắm. Một mình cần thủ mau đệ làm khoảng tầm con cần to không được con nào. 20 cân nhá. Hôm nay không được con to nào cả. Con đấu kìa. Cần thủ to không được. Con này các câu cần to không được. Cầm lấy để anh xách lên xe để chuẩn bị về nào. Đây. Đây, một đấu này. Số một toại luôn nhá. Con này vẫn cần cân. Được chưa? Ok. Ok chưa? Bye bye các bạn chưa? Chào mọi người nhá. Thôi tí sau anh em mình sẽ nấu món này sau nhá. Tối nữa rồi. Bye bye tất cả mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh. Ủng hộ anh em Tâm An nhá mọi người nhá. Bye bye. Đấy, lấy đi mở ra. Toàn Dô Phi trượt. Trượt. Trượt nhấc hẳn xuống. Kéo xuống. Mình nhặt câu đơn cho anh. Mấy câu đơn bao nhiêu ấy? 50. Đấy câu đơn 50 à? Ồ, 50 mua cho Dô Phi này là quá là lãi đấy. Giá đủ ra. Thực ra mình nhặt nhỏ lắm. Bé rồi, anh thấy bé rồi. Bé rồi. Đủ ra. Đó ạ. Đấy. Ô, bộ hốt mà. Đang lấy cá Dô Phi phải không? Hốt cầm run. Con cá bé dô kia này không phải là đấy đâu. Dô kia không phải dô phi đâu. Dô hổ đấy. Mẹ này. Dô phi, dô phi. Vàng cho mấy cái túi vàng. Chia. Chia cho hết đi để em thấy không nhỉ. Câu về mà mau. Riêng thằng Máu Điện nó câu được khoảng tầm 2/3 chỗ này. Cái hồ đào hồ nào cháu? Ở trong thị xã. Kinh điển nhỉ? Lắm đi một tiếng à? Gì đâu đấy? 100 đây à? Dũng ơi! Mở ra! Đấy, dốc! Đấy, nè! Không được, đá mở! Được! Đi nó lại đổ kinh điển rồi! Nhặt mấy con vào đây! Được hết! Nhặt! Ăn hết. Ta Sophie được à? Vừa mua con 5.000. Đấy. Thôi lấy hai con thôi nhá. Lấy hai con. Đây đấy. Lấy con bán đi. Lấy con nữa. Bán. Thôi nhặt từ lắm mấy con. Còn sáng nữa nào nữa. Tôi hiểu đấy. Mấy con rồi cứ à thế cho cháu ba con mang về thôi. Ba con mang về thôi, mang về cho ông tao một tấn. Mẹ lấy làm gì? Cho cháu lấy ba con này. Máu để lấy không? Cho 25 này. Đây trong đây. Có nhiều túi ra. Cháu lấy ba con nữa. Nhiều túi ra. Về nhiều gì? Cá thơm mau tươi. Mẹ cho anh nhỉ. Mẹ lấy làm gì? Cứ nhặt đi nhỉ, khổ quá anh nhỉ. Săn tay rồi, săn tay bông. Không lấy hết rồi nào. Khổ quá nhỉ, uống tầm nhiều. Cho nhặt nhặt cho Trang mấy con. Đây. Màu ăn không? Anh Tư lấy không anh Tư? Đâu? Đáo hổ đấy.
Em về cho bà Nguyễn. Sao bây giờ nhìn nó bẩn nhỉ? Đây còn nhà ai lấy nữa không? À đây, vặt tiền đấy. Lấy cá không? Có. Đấy. Mọc ơi, lấy cá mọc. Bọn nó đi câu. Mọc nhặt thành quả cho mọi người đi chứ. Nhặt anh mấy con. Ôi, em rửa mãi nó mới vô. Nó nhặt luôn cháu. Nhặt mấy anh nhặt luôn. Cũng nhặt thành quả à? Hai tí giả tiền công nhá. Hai tí vô tay. Nhớ lắm. Nhớ lắm, mau đây hôm nay câu được gần như hết chỗ này mọi người. Ôi, mau đợi câu được nhiều thế nhỉ? Con này là phương ngon này. Đây, nhà ai đây? Thôi, nhà cháu. Cho cháu xin con nữa Phương ơi. Cho xin con nữa. Nhặt cho bà kia. Rồi. Cú đơn à? Vào cho ô tô đi. Ô tô cho ông ý. Đấy, cho bà tiền, về trước đi. Đây là của cháu đây à? Đây là của cháu đây à? Của cháu đây à? Mẫu. Ai lấy được không? À ui! Ai lấy được không? Không lấy nữa à? Không lấy nữa anh nhìn mình đất đấy. Ai? Ôi! Bà làm tao đi. Ô! Được chưa? Cháu có thể xô. Ai lấy được không? Ai lấy được không anh? Ai lấy được không? Hết rồi, hết rồi. Khang ơi, ông Khang ơi! Anh Khang! Ờ, anh lấy cho anh Khang mấy con với anh Khang. Thôi đi vào đi con, mẹ đi rửa tay bẩn lắm. Câu đâu mình nhiều thế? Hổ tiên xoa hay ở tiên xà. Ông ơi, vào mổ đi ông ạ. Bài phết đấy. Mua nhiều phết rồi. Mang vào cho khu vực Khang. Đấy 50.000 một tiếng này ông nội ạ. Ông Khang lấy chưa? Câu thì chưa ấy. Là lấy rồi. Câu lấy nữa. Mọi người ơi, hai chiều không? Đấy là xong cái số cá này rồi. Anh em mình về dùng mấy con này để rán giòn. Đây là mấy con rô giòn rán giòn. Rán giòn. Đấy. Thôi đi về đi mà đi. Đi. Thôi cháu về nhá mày nhá. Cảm ơn anh nhá. Xin nhá, cảm ơn nhá.